Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, chiều nay, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên bế mạc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh kết quả ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đảng bộ tỉnh. Sau đây là các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu 52 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khóa 18, tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Trần Quốc Toàn và Trần Quốc Văn được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy. Đại hội thông qua các nghị quyết quan trọng định hướng phát triển tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Ý kiến của cán bộ đảng viên và người dân về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc tại hội trường thực hiện các nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp. Đại hội nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đến ngày 25 tháng 9 năm 2020, có trên 4.500 lượt ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc cầu thị, đảm bảo phản ánh và thể hiện đầy đủ ý kiến trí tuệ của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đa số ý kiến tham gia đều cơ bản nhất trí với nội dung cơ bản của dự thảo và cho rằng dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chu đáo, phản ánh toàn diện khách quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020 vừa đảm bảo tính kế thừa, đồng thời có những điểm mới so với các kỳ đại hội trước. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, thông báo kết quả hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19. Theo đó, với tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ trí tuệ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy khóa 18 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Trần Quốc Toàn, Trần Quốc Văn được bầu giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị bầu 11 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 19. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong phiên họp sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí đã ra mắt đại hội. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khóa 19, bày tỏ niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm cao cả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tin cậy giao phó. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 nỗ lực cố gắng đem hết khả năng trí tuệ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất lãnh đạo xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển. Và các bộ ban ngành, kính thưa toàn thể đại hội, rất vinh dự cho chúng tôi đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 xin hứa trước các đồng chí đại biểu đại hội, trước Đảng bộ và toàn thể nhân dân tỉnh nhà, chúng tôi xin hứa sẽ ra sức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy hơn nữa trách nhiệm và sự nỗ lực phụng sự, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và gương mẫu,
xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu đại hội, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, sự phối kết hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí trong Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương. Mong muốn tiếp tục được đón nhận sự đồng lòng, quyết tâm cao của các đồng chí đại biểu đại hội và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, nỗ lực chung tay xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng và nhà nước cũng như cấp ủy, chính quyền, nhân dân giao phó. Xin trân trọng cảm ơn đại hội và toàn thể các đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày quy định của Trung ương về số lượng tiêu chuẩn và định hướng cơ cấu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đại hội tiếp tục tiến hành tham luận với các nội dung về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội bền vững, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để phát triển đô thị. Phát triển công nghiệp và đô thị. Sau đây là danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 52 đồng chí. 1. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 2. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. 3. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 4. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. 5. Đồng chí Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 6. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 7. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 8. Đồng chí Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. 9. Đồng chí Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 10. Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh. 11. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 12. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 13. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Bí thư Huyện ủy Ân Thi. 14. Đồng chí Quách Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 15. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính. 16. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 17. Đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 18. Đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 19. Đồng chí Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 20. Đồng chí Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế. 21. Đồng chí Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 22. Đồng chí Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 23. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. 24. Đồng chí Lương Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng. 25. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 26. Đồng chí Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. 27. Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ. 28. Đồng chí Doãn Anh Quân, Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ. 29. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ nhiệm Phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 30. Đồng chí Cao Quang Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy. 31. Đồng chí Nguyễn Văn Đoan, Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ. 32. Đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh. 33. Đồng chí Bùi Huy Cường, Bí thư Tỉnh đoàn. 34. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Bí thư Huyện ủy Kim Động. 35. Đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Doanh nghiệp tỉnh. 36. Đồng chí Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
37, đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Huyện ủy Khoai Châu. 38, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Bí thư Thị ủy thị xã Mỹ Hào. 39, đồng chí Vũ Văn Thắng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 40, đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 41, đồng chí Doãn Thị Nguyệt, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 42, đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương. 43, đồng chí Trần Minh Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. 44, đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm. 45, đồng chí Nguyễn Đức Tài, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 46, đồng chí Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 47, đồng chí Nguyễn Văn Viện, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. 48, đồng chí Mai Xuân Giới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi. 49, đồng chí Phạm Trường Tam, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh. 50, đồng chí Bùi Tiến Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lữ. 51, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy. 52, đồng chí Vũ Hồng Luyến, Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Sau đây là danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí. 1. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 2. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. 3. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 4. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. 5. Đồng chí Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 6. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 7. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 8. Đồng chí Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. 9. Đồng chí Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 10. Đồng chí Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh. 11. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 12. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 13. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Bí thư Huyện ủy Ân Thi. 14. Đồng chí Quách Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 15. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Giám đốc Sở Tài chính. Tiếp theo là danh sách 11 đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. 1. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 2. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 3. Đồng chí Đào Văn Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 4. Đồng chí Bùi Tiến Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lữ. 5. Đồng chí Đỗ Phú Xuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 6. Đồng chí Doãn Trung Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 7. Đồng chí Đỗ Tiến Thái, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 8. Đồng chí Vũ Xuân Học, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 9. Đồng chí Đỗ Quang Trung, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 10. Đồng chí Đặng Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 11. Đồng chí Lương Thị Kim Lý, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết dân chủ, kỳ cương, sáng tạo và phát triển, chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức bế mạc. Đầu giờ chiều, các đại biểu đã nghe 4 ý kiến tham luận tại đại hội. Đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận nội dung nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đánh giá sử dụng cán bộ trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham luận nội dung tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại hiệu quả cao, an toàn và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Nguyễn Khả Phúc, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ tham luận nâng cao chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy tham luận một số vấn đề giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời kỳ mới.
Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Đại hội đã biểu quyết và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với trên 53.000 ý kiến tham gia góp ý, hầu hết ý kiến đánh giá dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được xây dựng công phu, nội dung đầy đủ, đã đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến làm rõ những vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, những nội dung mang tính đột phá chiến lược, phương hướng xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội, môi trường, nhiệm vụ giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, những ưu điểm hạn chế và nhiệm vụ giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 không tham gia tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Đại hội đã nghe đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19 với các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản. Diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành chương trình đề ra. Các văn kiện được thông qua tại đại hội là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, là sự tổng kết đánh giá sâu sắc sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, là kết quả của sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tiễn của tỉnh. Các ý kiến thảo luận tại đại hội với nhiều nội dung phong phú, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, minh chứng và làm sáng tỏ thêm những thành tựu đã đạt được và đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện trong 5 năm tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh mà chúng ta vừa nhất trí thông qua là một công trình tập thể được xây dựng bằng trí tuệ, nguyện vọng và quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tinh thần cốt lõi của nghị quyết là xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, được thể hiện qua 19 chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá trọng tâm, đó là thực hiện quy hoạch tỉnh, tập trung thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch, ưu tiên dự án quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, ưu tiên hạ tầng giao thông và các địa bàn trọng điểm để tạo động lực phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tăng cường công tác đào tạo, đánh giá sử dụng thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển giữa các cấp các ngành, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội. Đại hội đã thông qua những nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông, thu hút đầu tư phát triển mạnh công nghiệp và đô thị theo quy hoạch, phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững, nông dân khá giả, nông thôn văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển đồng bộ thương mại, dịch vụ và du lịch, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế số, quản lý chặt chẽ công tác thu chi ngân sách, bảo đảm tài chính bền vững, cân đối dài hạn và đáp ứng yêu cầu phát triển, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường, quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chăm lo sức khỏe cộng đồng, giáo dục và đào tạo, đời sống văn hóa tinh thần, an sinh xã hội được bảo đảm, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giữ ổn định xã hội, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện,
gắn trách nhiệm với người đứng đầu, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh. Đại hội ghi nhận và tin tưởng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 sẽ nỗ lực lớn, quyết tâm cao, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý xây dựng tỉnh, đồng thời đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất, không ngừng phấn đấu nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn phát triển mới. Kính thưa toàn thể đại hội, trên chặng đường phát triển tới, bên cạnh 6 thách thức lớn mà đại hội đã nhận diện chỉ ra, chắc chắn có nhiều vấn đề mới xuất hiện, nhiều thuận lợi và khó khăn phức tạp đan xen, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí đại biểu đại hội cùng đội ngũ lãnh đạo ở các cấp các ngành phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, từ đó thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh lên tầm cao mới. Ngay sau đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu quán triệt sâu sắc nghị quyết của đại hội, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ và nhân dân về kết quả đại hội, sớm xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể để thực hiện nghị quyết có hiệu quả, biến nghị quyết thành hành động cách mạng với một quyết tâm mới, khí thế mới của toàn đảng bộ, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Thành công của đại hội tạo niềm tin tưởng sâu sắc và nguồn cổ vũ mạnh mẽ để toàn đảng bộ, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh phấn khởi, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tập trung xây dựng đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Trong niềm vui về sự thành công của đại hội, đại hội trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương Hưng Yên, văn hiến, cách mạng và anh hùng, quê hương của thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và các nhà cách mạng nổi tiếng khác. Với niềm phấn khởi về thành công của đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Sau đây là ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân về kết quả của đại hội. Các cán bộ đảng viên đều phấn khởi tự hào với sự kiện chính trị lớn quan trọng nhất của tỉnh. Tất cả đang gửi gắm tới đại hội một niềm tin sẽ đề ra các chủ trương giải pháp đúng đắn, phù hợp với lòng dân, mong muốn và tin tưởng trong nhiệm kỳ mới. Để thông qua cái đại hội lần này, là cái mong muốn của chúng tôi là những người lớn tuổi, là cán bộ nghỉ hưu, là muốn đại hội chọn ra các đồng chí thực sự là có đức có tài, phát động là các đoàn thể, các tầng lớp quan tâm đến người cao tuổi hơn nữa. Đối với người dân, chúng tôi rất là mong muốn các đồng chí sẽ đặt nhiều cái sự quan tâm hơn nữa đến nông dân, nông thôn chúng tôi về cái công tác vệ sinh môi trường, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Các đồng chí được đảng bộ tín nhiệm bầu một cái khóa mới thì cũng mang hết cái trách nhiệm của mình để chăm lo cho dân, như là nhất là cái vùng nông thôn, thế rồi là cái vùng đang nghề, ô nhiễm môi trường hiện nay là mọi người đều quan tâm. Cho nên cũng mong muốn là các đồng chí sớm có những giải pháp để cho nhân dân đỡ khổ trong cái việc ô nhiễm môi trường. Kỳ vọng rằng đại hội đảng bộ tỉnh lần này sẽ tiếp tục phát huy dân chủ, những người được lựa chọn là cán bộ có trình độ, năng lực, năng động, sáng tạo, nhạy bén, đề ra những chủ trương định hướng sát thực, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Mong rằng là tất cả những cái đồng chí cấp ủy đảng bộ tỉnh quan tâm đến đời sống nhân dân, đến cán bộ, công nhân viên chức, thế rồi người lao động, đặc biệt là cái công việc việc làm của thanh niên và của người lao động trong tỉnh,
và chúng ta phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tập trung vào phát triển công nghiệp để chúng ta đưa nhanh các cái giá trị thành quả của tỉnh ngày một cao. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra những chủ trương quyết sách cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Khi toàn Đảng bộ luôn đặt lợi ích của người dân vào trọng tâm của sự phát triển thì chắc chắn nghị quyết đề ra trong đại hội lần này sẽ được nhân dân hết sức ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết. Cán bộ đảng viên và nhân dân đánh giá cao khâu tổ chức đại hội có nhiều điểm mới sáng tạo, công tác bầu cử rất khách quan, dân chủ, nghiêm minh, đồng thời cũng bày tỏ sự tin tưởng và sự lựa chọn sáng suốt của đại biểu đại hội khi bầu các đồng chí vào ban chấp hành khóa 19. Chúng tôi rất kỳ vọng và tin tưởng vào các đồng chí sẽ lãnh đạo toàn thể đảng bộ và nhân dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra. Đại hội đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt từ 7,5 đến 8%, giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng từ 7 đến 7,5% năm, thu nhập bình quân đầu người 130 triệu đồng một năm. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, người dân mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới sẽ có những đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, có nhiều chỉ đạo điều hành đúng đắn, khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế, đưa Hưng Yên trở thành vùng quê đáng sống. Tôi cũng có một số kỳ vọng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đề ra những cái chính sách, những cái phương án hoặc đề án để giúp thanh niên xây dựng, phát triển kinh tế. Chúng tôi là doanh nghiệp mà đang thi công rất là bận rộn nhưng mà vẫn tranh thủ những lúc nghỉ giải lao là chúng tôi vẫn theo dõi. Thì đại hội đối với doanh nghiệp thì chúng tôi rất là mong Ban chấp hành khóa tới là quan tâm và cải cách hành chính, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để doanh nghiệp như thế là phát triển hơn nữa. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, người dân cũng kỳ vọng Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ có thêm nhiều giải pháp hữu hiệu để công tác đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục. Muốn để phát triển về kinh tế thì phải phát triển về văn hóa, giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục và chăm lo đến đời sống của đội ngũ giáo viên. Bước vào nhiệm kỳ mới, nối tiếp những thành quả đạt được, Đảng bộ, quân và dân Hưng Yên tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng Hưng Yên thành một tỉnh công nghiệp hiện đại thịnh vượng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.